Xin thân chào các bạn. Hôm nay Thanh Long Vlog xin quay trung tâm du lịch Buôn Đôn nha các bạn. Nhà đảo Aino. Cái đảo này nó cũng có cả trăm năm rồi các bạn. Từ thời Ama Công rồi. Ama Công, cái lịch sử của ông ở đây là rượu biểu tượng của chai rượu Ama Công đó các bạn. Biểu tượng chai rộng rượu Ama Công. Tất cả đây là khung cảnh của trong nhà hàng đảo Aino nha các bạn, trung tâm của khu du lịch nhà hàng Aino. Mình xin quay lại cái tổng quan của cái khu du lịch này nha các bạn. Nói thưa các bạn là nó nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 40 hơn 40 cây số nha các bạn, 43 cây số đó. Thì trong cái cảnh nó rất thiên nhiên, rất hữu tình, rất nên thơ, rất đẹp các bạn. Cá bàn tay của con người và cá bàn tay của tạo hóa đã ban tặng nha các bạn. Thì đây là một cái đài cởi vô nha các bạn. Là trung tâm du lịch Buôn Đôn đó các bạn. Trung tâm du lịch Buôn Đôn. Đây là mình xin chạy qua chỗ cái cởi vô nha các bạn. Rồi, đây là một cảnh cởi vôi của khách du lịch mà nhà hàng của trung tâm du lịch Đắk Lắk đã cho chú quay tới nha con. Rồi cho quay tới nha chú. Đây là khách du lịch để các bạn, đây là một phong vôi. Xin chào chú Quảng Tường. Chào cháu. Một cảnh vui chơi của thưa Buôn Đôn nha các bạn. Mình cũng có làm mấy câu thơ lúc nãy ngồi ở đây. Ai sắp đặt ra một cảnh đời, lấy vôi nhún nhảy để mà chơi, tung tăng nô giỡn thân quảng tượng, ôi cảnh vôi người quảng trùng khơi. Xác thân tứ đại làm sinh vật, đội nắng phơi mưa hợp lẽ trời, hỡi mong xích lại tình nhân loại, đạo đức sẽ chia mãi sáng ngời. Tiếng mõ kêu thương ôi trần tục, hồi chuông tỉnh thức sống bể khơi, nhắn gửi tâm từ yêu nhân loại, tạc giả đá bia cắt nên lời. Vâng, xin thưa các bạn, xin thưa quý vị, sự sống con người hình như nó là vậy đó các bạn. Chúng ta cứ thế mà chơi, cứ thế mà sống, cứ thế mà hình như nói cái gọi cái từ ức hiếp nó cũng hơi quá đáng phải không các bạn. Nhưng mà chúng ta làm được cái gì là mình cứ làm, lấy mỗi con quảng tượng rất bự rất to để mà đùa nghịch, để mà chơi bời, để mà làm trò hề trò xiếc, trò tiêu khiển cho con người, cho xã hội, để mà vui cười vỗ tay trên xác thân thịt của những người đã khổ vì nhân sinh, đã khổ vì con người, đã số vì cuộc sống. Thì xin thưa các bạn, đây là dòng sông Serebok nha các bạn. Một dòng sông Serebok mà mùa nắng, mùa này nắng lắm các bạn ơi. Ơi là nắng nhưng mà nước hơi khô các bạn. Đây là cách Buôn Ma Thuột 43 km. Thì một cái du khách mới cho cũng đó mới gọi là cuộc đời các bạn. Từ đây ra chỗ đó là 150 m các bạn. Thì cũng có du khách mỗi một lần đi là hai người lớn, cứ một chuyến là hai người với hai đứa nhỏ, hay là một người cũng là 200.000. Nếu mà xa xa một tí, trời ông mát thì họ đi xa xa một chút. Nhưng mà trời nắng này thì bây giờ mới 1 giờ trưa các bạn, quá nắng đi. Nhưng mà giờ yêu cầu của du khách thì bên khu du lịch họ cũng đáp ứng, nhưng mà họ đi cái đoạn đường ngắn lại nha các bạn, đoạn đường ngắn lại chứ không có đi xa được. Thành ra là thôi, một cuộc sống con người mình cũng như mình mới vừa thấy là cái bốn thầy trò đường đây, người lớn phải hướng dẫn trẻ em khi đứng lên đời. Đây là cái đài cởi vôi các bạn, cái đài cởi vôi đây là một cái yên nha các bạn. Bên kia cũng là cái đài cởi vôi luôn, bên đây cũng cái đài cởi vôi luôn đó. Trung tâm du lịch Buôn Đôn là trung tâm du lịch sông Serebok với các bạn đó. Thì đây là cái khu ăn uống, khu khu
khu khu nước là khu nước non của mình vô đó xong là mình vô mình uống nước ở đó, đó các bạn. Ở bên kia là những cái người mà họ quán tượng, gọi là quán tượng. Bên này mấy con vô nữa các bạn, bên này cũng ba con nữa đây các bạn rồi đó, bên đây cũng hai con nữa đó, hai con hai ông nữa các bạn. Bên kia một ông đó là ba ông đó, ba ông. Thì mình xin quay lại là cái du khách đang cởi muốn còn về rồi các bạn. Rồi mình xin mình quay lại cái cảnh mà du khách đang cởi vôi đang về nha các bạn, đang cởi vôi đang về đó. Đây các bạn, đây là trong cái con khung cảnh của City Box các bạn, của Buôn Đôn các bạn, thác của Buôn Đôn. Thì đây ông đang về đấy các bạn, mình xin ra mình quay ông đang về. Đây, ông đang về đấy các bạn đó. Đó, ông đang về đấy. Vô đây là đi ngang qua đây là được thương mấy cây mía đó các bạn. Coi như là xong một cái cuộc, xong cái cuộc hành trình ông cho ông mấy cây mía đó. Đó, giờ đây ông cho mía ông đó các bạn ơi. Đó, đó, ông được thương mấy cây mía đó. Thì một cuộc hành trình gần 150 mét. Rồi ông về ông về đây là bên quán tượng là thương ông là mấy cây mía. Thì mình xin quay lại quay tiếp nha các bạn, quay tiếp cái cảnh ông đi phát pin đó, ông đang đi đó các bạn. Một kiếp làm quán tượng nha các bạn, tiếp tục quán tượng một kiếp cái làm xúc vật, một kiếp làm cũng vui. Mình phải phục vụ cho nhân sinh, phục vụ xã hội, phục vụ cho con người. Ông Vôi ơi, ơi ông Vôi, ông khỏe không ông tên gì, đang ăn gì á? Đây đó các bạn, cái tay ông mình quay cận cảnh luôn các bạn. Ông Vôi, con xin cảm ơn ông Vôi đây. Con cởi lên con cảm ơn ông đi. Đây các bạn, nghe cái thời nữa là cái đuôi vôi nó có giá đó các bạn. Hình như không biết là nó bị bàn tay con người hay là bị thiên nhiên gì mà hình như thấy không có thấy cái ông nào có đuôi hết các bạn. Nghe nói con người cũng lấy để làm vòng làm nhẫn gì đó, thành ra là nó cũng có cái tâm linh gì đó. Thành ra là đây các bạn, mình xin quay lại cận cảnh nè, cái đuôi ổng không còn gì nữa hết. Ông Vôi ơi, cho tôi quay đuôi tí nha ông. Đây là không có cái đuôi luôn, có cái đuôi nhưng mà không có lông chứ không phải là không có đuôi. Nó làm như thế bây giờ. Đây các bạn, đây là một kiếp trâu ngựa, một kiếp phù sinh, một kiếp động vật nhưng mà phục vụ cho con người. Thì mình nói cái cuộc sống mình thôi, bây giờ này nó cũng là lỡ làm một chiếc động vật rồi các bạn. Thì lúc nãy chú có ngồi kia chú làm bài thơ chú đọc kênh, cho xin kênh đi xem. Rồi đó, chú đọc luôn cái này, nếu mà được thì chú lấy kênh, mà không được thì thôi cháu lấy hết, được không được lấy. Ai sắp đặt ra một cảnh đời, đây là chú quán tượng nha, chú quán tượng nhỏ chứ, quay cháu luôn đi. Ai sắp đặt ra một cảnh đời, lấy vôi nhún nhảy để mà chơi, tung tăng nô vợ giỡn thân quán tượng, ôi cảnh vôi người quảng trùng cơi, sát thân tứ đại làm sinh vật, đội nắng phơi mưa hợp lẽ trời. Hỡi mong xích lại tình nhân loại, đạo đức sẽ chia mãi sáng ngời, tiếng mõ kêu thương ôi trần tộc, hồi chuông thức tỉnh sống bể khơi, nhắn gửi tâm từ yêu nhân loại, tạc giả đá bia viết nên lời. Vâng, kính thưa các bạn, đây là những vần thơ mình cắt gác cắt thuộc để viết lên tình yêu thương nhân loại, tình yêu thương động vật, tình yêu thương con người và tình yêu thương tất cả chúng ta. Đừng có vì chúng ta có một cái điều tốt lẽ tốt rồi mình khinh những điều xấu lẽ xấu của người khác, thì hình như không hợp lẽ trời các bạn. Thì thôi, tất cả chúng ta
tất cả chúng ta gắng yêu thương, gắng quý nhau, gắng trân trọng nhau và gắng làm một con người cho nó có lợi cho ích cho xã hội nha các bạn. Đây là một chú quán tượng mới về các bạn, đang ăn đĩa đây. Chào ông. Nó xin thật nói cho, bây giờ làm kiếp ngựa trâu phải trả nợ đời các bạn. Không phải là xuống lắm đâu, xuống ít đâu bạn ơi. Tại sao? Tại vì bây giờ nắng hình như cứ 40 độ, ba mấy độ mà đứng ở đây phục vụ con người, phục vụ nhân sinh, phục vụ thế gian, ăn mấy cây mía này béo bở đâu các bạn. Nhưng mà thôi, một cảnh đời, một kiếp người, một số phận thì chúng ta phải làm người, làm súc vật phải trả nợ đời các bạn. Không biết nếu mà chúng ta không may mà chúng ta sống không đạo đức thì sau này chúng ta cũng sẽ làm vô như vậy các bạn. Thì thôi, chúng ta cố gắng yêu nhau hơn nhau một tí, quý thương nhau một tí và nhớ nhau một tí, kính trọng nhau một tí và giúp đỡ nhau một tí nha các bạn. Đây là dòng sông Serebok đây các bạn. Đó, đây là bên kia là trung tâm du lịch Buôn Đôn, sông Serebok. Thì Thanh Đăng Vlog cũng đến đây tại núi Voi hả cháu? À, đồi gì? Không biết nữa. Khu khu du lịch Bản Đôn, nơi cởi voi đây các bạn. Đây là cái đài voi bên đây các bạn. Đây bên đây đài voi. Ở giữa tôi đứng cũng đài voi và bên kia cũng là đài voi nha các bạn. Cái đài là cái gì? Cái là chúng ta đứng lên đây, chúng ta leo lên người của voi luôn. Đây là các bạn, mình quay thấy voi đây là leo lên người luôn. Không phải là hồi xưa là con voi nó nằm xuống, nhưng mỗi lần nằm xuống đứng dậy là khách bị té các bạn. Thành ra là họ không dám, không cho ngồi, không cho nằm nữa chứ. Mà ông quán tượng đây, ông trẻ. Tôi xin thật rồi, con nói đi con bao nhiêu tuổi mà làm quán tượng được? Con cứ nói bình thường đi. Ôi, cháu không cần đâu. Hả? Đó, nhỏ thôi các bạn. Trên dưới 20 tuổi thôi mà làm một ông quản tượng, điều khiển một chú voi gần 4 tấn. Bao nhiêu ký cháu? Tầm 3 tấn. Gần 3 tấn các bạn, điều khiển một con voi gần 3 tấn. Nếu mà nó dở chứng gì đi nữa thì một thằng cháu khoảng 55 ký. Chứ 10 cháu 55 ký là ổng cũng tồi luôn. Nhưng mà thật tình đúng ra là con người, làm một con người sai tất cả. Một trong người đứng ra, nếu mà nói là chữ nhân là đứng bao quán hết trời đất, bao quán hết thiên hạ, bao cả quán hết giống nội, làm mới có 50 ký mà điều khiển 3 tấn, là một sinh vật 4 chân, một vòi có thể nâng đẩy nổi 1 tấn, đẩy 1 tấn mà điều khiển được thì thôi. Bây giờ Thanh Long Vlog cũng đang đứng ở tại trung tâm khu du lịch Buôn Đôn. Cũng xin làm cái clip này, cũng chúc tất cả thì chúng ta yêu quý nhau, mến nhau, thương nhau và giúp đỡ nhau. Thì Thanh Long Vlog cũng xin các bạn hãy ủng hộ kênh của Thanh Long Vlog để có sức khỏe và đem hết khả năng làm những cái gì tốt đẹp nhất cho xã hội, tốt đẹp nhất cho con người và tốt đẹp nhất cho các bạn, các cháu. Để nếu chúng ta còn không đi đến những khu vui chơi du lịch như thế này thì chúng ta nhìn những cái clip qua điện thoại, du lịch qua điện thoại của Thanh Long Vlog thì ủng hộ Thanh Long Vlog. Xin Thanh Long Vlog xin thân chào và xin bye bye các bạn.